Càng về gần cuối năm 2014 thì thị trường tài chính Nga lại càng khiến cho thế giới phải lo ngại trước tình trạng lao dốc sâu và liên tiếp của đồng nội tệ. Khả năng về một cuộc khủng hoảng xảy ra tại đây đã được nhiều người nghĩ đến. Tuy nhiên thì chính phủ Nga vẫn đang tỏ ra rất tự tin về sự tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai, đồng thời cho rằng mọi thách thức sẽ từng bước vượt qua được. Trong thời gian qua, đồng rúp được xem là gần như rơi tự do khi chạm hết đáy này đến đáy khác. Tính từ đầu năm đến nay, rúp Nga đã mất gần 50% giá trị so với đô la Mỹ. Gần đây nhất, Ngân hàng Trung ương Nga buộc phải nâng lãi suất cho vay thêm 6,5 điểm phần trăm lên 17%, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1998 và cũng là lần tăng lãi suất thứ 6 của ngân hàng này trong năm 2014. Bên cạnh đó, thời gian qua, Ngân hàng Trung ương cũng đã chi trên 80 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn đà giảm của đồng rúp. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy thì điều này vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Tình trạng trượt dốc mạnh của đồng rúp được xem là bắt nguồn từ đà lao dốc của giá dầu và các lệnh trừng phạt leo thang từ các quốc gia phương Tây đối với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Tuy đối mặt với nhiều thách thức hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn khẳng định rằng quốc gia này sẽ vẫn vững vàng trước sóng gió. Kinh tế Nga đang phải đối mặt với tình trạng giá dầu lao dốc và hoàn toàn có thể giảm xuống sâu hơn nữa. Tuy nhiên, rồi sẽ đến lúc dầu tăng trở lại cùng với sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng gia tăng. Bên cạnh đó, trong một cuộc gặp gỡ cuối năm với cộng đồng những doanh nhân giàu nhất nước Nga, Tổng thống Putin cũng đã thể hiện sự tự tin vào khả năng tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta đang phải đối mặt với hoàn cảnh đầy thách thức, nhưng rõ ràng là chúng ta có thể vượt qua được. Tôi phải nói rằng tình hình hiện nay là cách mà chúng ta cần phải giải quyết những gì đã tồn tại trong 15 đến 20 năm qua. Mặc dù vậy, theo nhiều chuyên gia, họ lại không có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế nước này trong thời gian tới, đồng thời cho rằng chính phủ Nga đã đánh mất lòng tin của nhiều người dân. Thậm chí với xu thế trượt dốc hiện tại của đồng rúp, không ít chuyên gia đã bắt đầu nghĩ đến một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra tại quốc gia này. Vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố nâng lãi suất cho vay lên 17%, nhưng lại thiếu những hành động can thiệp thị trường tiền tệ một cách quyết liệt hơn. Do đó, cũng trong những ngày này, đồng rúp vẫn tiếp tục mất giá đến 25%. Còn với vị chuyên gia phân tích độc lập Maria Lipman, tình hình hiện tại cho thấy chính phủ Nga đang bị mất dần niềm tin. Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề không chỉ là giá dầu, mà còn là những khúc mắc trong nội bộ chính phủ Nga. Đồng rúp đã lao dốc mà trước đó chẳng ai có thể nghĩ tình hình sẽ tồi tệ đến mức này. Ngoài ra, chính tình trạng giảm sâu của giá dầu cùng với những lệnh trừng phạt từ các quốc gia phương Tây dành cho Nga đã hạn chế đáng kể nguồn vốn nước ngoài đổ về đây, đồng thời làm gia tăng mối lo ngại về khả năng hoàn trả các khoản vay của những công ty có tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao.